gà ác tìm thuốc bắc là nó tốt tuyệt vời, nhưng mà có một số người không ăn được gà ác tìm thuốc bắc, đó là những người nếu ta ăn thì những người bị bệnh thế này ăn vô thì bạn bệnh nặng thêm, khó bớt khó khỏi, đó là người không ăn được để cho bệnh mình mau lành, đó là người viêm nhiễm, viêm răng, viêm miệng, người mới khỏi bệnh huyết áp phù nề, nghẹt mũi, khó thở, đó là những người không ăn được gà ác. Nếu ta cố tình ăn thì bệnh nó lâu khỏi, không sao, bệnh lâu khỏi và lâu bớt, bệnh lâu lành. Đó là những người thế này, những người viêm nhiễm, viêm răng, viêm miệng, mới khỏi bệnh, huyết áp phù nề, nghẹt mũi, khó thở, cảm lạnh là không ăn được gà hầm tìm thuốc bắc. Nếu ăn thì bệnh nó nặng thêm, nặng thêm, nặng thêm. Còn ngoài ra nó tốt, thật tốt cho sức khỏe. Khi ăn gà ác tìm thuốc bắc, nó giúp cho mau lành xương, khớp, tốt cho người bị tim mạch, tốt cho bà bầu, phụ nữ đang cho con bú. Ăn cho đúng là người lớn nên ăn 1 tuần 2 lần một con, trẻ em nên ăn 1 tuần nửa con 1 lần. Đó, bà con cố gắng ăn cho vui vẻ mạnh khỏe. Mà gà hầm tìm thuốc bắc á, là những người không ăn để cho nó mau chóng lành bệnh, mau chóng lành bệnh. Đó là người viêm nhiễm, viêm răng, viêm miệng, người mới khỏi bệnh, huyết áp phù nề, nghẹt mũi, khó thở, cảm lạnh là không ăn, không ăn được gà tìm thuốc bắc. Ta ăn vô bệnh nó càng nặng thêm. Xin chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp nào. Xin chào.